Xin chào các bạn, thì trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều những quý khách hàng đã gọi điện đến kênh truyền hình ô tô Bika TV để có thể hỏi và tư vấn về những mẫu xe trong cái tầm giá từ 100 đến 200 triệu. Tức là ô tô nhá, trong tầm giá từ 100 đến 200 triệu thì có thể mua được những mẫu xe gì. Thì hôm nay tôi xin phép được xây dựng một video clip để có thể chia sẻ đến cho quý vị các bạn thì cái việc mà đầu tư 1 đến 200 triệu không phải là trả góp nhá. 1 đến 200 triệu thì có thể mua được những dòng xe gì trên thị trường Việt Nam. Các bạn sẽ cùng tôi đi tìm hiểu. Và hôm nay chúng tôi sẽ xây dựng một video clip để có thể cùng các bạn tìm hiểu trên chợ xe xem hiện tại trên thị trường Việt Nam những mẫu xe gì đang được chào bán với mức giá là 200 triệu và mẫu xe đó có đáng để mua hay không, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi lượn một vòng trên trang web 4 bánh các bạn nhé. Trang web 4 bánh thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm được những mẫu xe dưới 200 triệu và đang được chào bán tại thị trường Việt Nam. Có tới 4.720 tin, tức là tầm khoảng tầm 4.720 chiếc xe đang được chào bán trên thị trường Việt Nam với cái mức giá là tầm khoảng dưới 200 triệu các bạn ạ. Dưới 200 triệu. Đây đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là Suzuki Wagon R cộng sản xuất năm 2004. Cái mẫu xe này thì là xe gầm cao các bạn nhé. Xe này thì được quảng cáo là xe gia đình sử dụng, trang bị nệm da máy lạnh, không được trang bị đầu DVD các bạn ạ, đầu CD âm thanh AM FM này. Đấy, và với mức giá chào bán là 75 triệu nhưng mà tôi thấy cái mẫu xe này thì có cảm giác gì đó nó nát quá rồi, đúng không? Nó nát quá rồi. Đây, các bạn có thể xem nhé. Đây, mẫu xe Wagon này. Cái mẫu xe Wagon này tôi biết và tôi đã từng lái rất nhiều lần rồi. Trong không gian nội thất thì nó rất là hẹp. Đây, nó rất là hẹp nội thất đây. Đấy, nhìn thì cũng có vẻ đẹp đấy, bọc da đây. Nhưng chất liệu da thì đương nhiên rồi, nó bọc da lại mới. Nhưng là cái chất liệu da của nó thì chất liệu không phải là da xịn mà là da tổng hợp các bạn nhé. Đấy, nhìn có vẻ thân vỏ thì cũng có vẻ đẹp đấy. Nhưng mà xe này thì tôi thấy là cái không gian nội thất nó rất là hẹp các bạn ạ. Xe 5 cửa, 5 chỗ các bạn nhé. Km thì hiện tại không thấy ghi ở đây. Đấy, nhưng cái mẫu xe Wagon này thì tôi sợ rằng nó liên quan đến vấn đề điều hòa. Điều hòa nó ngày xưa tôi đi một lần rồi, nó cũng không được tốt cho lắm. Nếu như dưới 200 triệu thì ở trên cái mức tầm tiền thì các bạn cũng có thể mua cái mẫu xe. Đó là Hyundai Getz mà phiên bản là MT các bạn ạ. Hyundai Getz các bạn nhé. Đấy, Hyundai Getz thì cũng rất là dễ mua nhưng chỉ có một vấn đề là gì, nếu các bạn mua thì các bạn nên chú ý một điều là không nên mua những xe taxi các bạn nhé. Bởi vì Hyundai Getz cái thời điểm năm 2008-2009 được nhập khẩu về ồ ạt và gần như là được trang bị cho cái xe taxi. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta tìm kiếm được một mẫu xe gia đình mà từ năm 2008 rồi thì đến bây giờ thì cũng vẫn có thể lên mua các bạn nhé. Xe Hyundai Getz này đang được chào bán là xe màu bạc, đi thì mới được 96.000 km nhưng mà tôi đoán rằng là thời điểm này mua xe Hyundai Getz ấy, đi cũng phải có rất nhiều km rồi. Nếu mà xe taxi thì đi không dưới 30 vạn km, còn nếu mà đi xe gia đình thì có thể tầm khoảng 10 vạn các bạn nhé. 10 vạn, xe 5 chỗ, dẫn động cầu trước các bạn ạ. Ok, nếu mà vậy thì xe bán tải thì chúng ta có thể tìm kiếm được dòng xe gì? Bán tải thì hiện tại thì trên thị trường Việt Nam có rất nhiều xe, bao gồm có dòng Mazda thì có Mazda BT, Toyota thì có Toyota Hilux, rồi có mạnh nhất thì đó chính là cái dòng xe Ford Ranger hay còn gọi Ford Ranger các bạn nhé. Ford Ranger thì cũng xuất hiện ở thị trường Việt Nam khá sớm và trên thị trường hiện tại đang được chào bán với một cái mẫu xe có giá là 183 triệu tại Yên Bái các bạn ạ. Tại Yên Bái các bạn nhé. Ford Ranger XLT 4x4 là MT, tức là MT tức là số sàn, còn 4x4 tức là xe hai cầu các bạn ạ. Xe này thì động cơ là 2.5 lít và hiện tại thì các dòng xe mới bây giờ là 2.2 lít và dòng xe Wildtrak thì có một dòng là 3.2 các bạn nhé. Hiện tại xe này thì cũng đã được trang và như các bạn đã thấy thì cái mẫu xe này thì đã được trang bị cái thùng rồi các bạn nhé, cái thùng phía đằng sau ấy. Thực ra thì xe bán tải thì cái thùng phía đằng sau cũng rất là quan trọng các bạn ạ, cũng rất là quan trọng, thực sự nó rất quan trọng.
Xe này thì đang được chào bán là 183 triệu các bạn nhé. Và số km đã đi là 12.000 km. Xe đi được 12.000 km thì tôi cũng không tin lắm, bởi vì xe bán tải thì thông thường là dành cho các công ty cũng như những cái hộ kinh doanh để có thể kinh doanh vận tải chẳng hạn, tức là để chở đồ đấy, để chở đồ. Thì bây giờ xe đã đi được khoảng tầm 12.000 km thì tôi đảm bảo là không tin tưởng lắm. Có thể xe này có khi phải đi đến khoảng cỡ khoảng tầm 12 vạn thì đúng hơn đúng không ạ? 12 vạn cây thì đúng hơn. Ok, nếu mà vậy thì dòng xe Toyota thì có thể mua được những dòng xe gì? Toyota thì ở cái mức tầm tiền 155 triệu thì chúng ta có thể mua được Toyota Crown. Toyota Crown hiện tại đang được bán tại thị trường Hà Nội. Crown thì những cái thời điểm mà năm 2000 đổi đây thì là số tự động các bạn nhé. Còn cái tầm 1994 đang là chào bán, đây là với mức giá là 155 triệu thì mua Crown số sàn các bạn ạ. Crown số sàn, số km đã đi đang được chào bán là 20.000 km, nhưng cái này thì có vẻ thông tin thì đó nó sai sai. Vậy thì thông tin thì cái xe này thì để tôi có thể kiểm tra sơ qua cho các bạn nhé. Xe này xe số sàn này, vô lăng này. Được cái thì chất liệu thì vẫn còn là chất liệu lỉ nhé, chưa bọc da. Tức là nguyên bản của nó là xe bọc lỉ các bạn nhé, lỉ ạ. Nhìn vô lăng thì cũng có vẻ nhìn rất là đẹp đấy. Nhưng mà tôi đoán thì xe này đi cũng có khoảng tầm 20 vạn chứ không phải 20.000 các bạn ạ. 20 vạn. Rồi. Ok. Các bạn có thể thấy đó là gì? Mâm xe, cái na răng này thì được đánh giá là vẫn còn là mâm nguyên bản các bạn nhé, mâm bằng sắt các bạn nhé, là bằng sắt nhé, không phải là bằng đúc nhé. Tapi cửa còn rất là tốt. Đối với những ai mà mong muốn mua một cái xe mà dòng thương hiệu như Toyota ấy, thì mà cái tầm tiền nó chỉ loanh quanh 155 triệu, chúng ta có thể trả giá đúng không ạ? Đến khi đấy thì chúng ta có thể trả giá khoảng tầm 140 triệu, thì tôi nghĩ là cũng mua cũng rất là ổn đúng không ạ? Mua cũng rất là ổn. Rồi tôi sẽ tìm kiếm đến những dòng xe đời gần đây hơn, bởi vì nếu mà mua những dòng xe đời quá sâu thì biết đâu đấy những cái chi phí liên quan đến bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa nó lại cao hơn nhiều so với chi phí mua xe, nuôi xe thì sao, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể mua được cái mẫu xe Kia Morning LX 1.1 MT 2012 các bạn nhé. MT tức là số sàn, tức là Kia Morning LX số sàn các bạn ạ. Phiên bản số sàn này thì các bạn có thể thấy là km hiện tại đang quảng cáo là 89.789 km và xe màu bạc các bạn ạ. Xe màu bạc. Hiện tại thì Kia Morning thì cũng là một trong những cái mẫu xe cũng rất được ưa chuộng, và nó có một cái ưu điểm là rất tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là đi vào những cái ngõ ngách nhỏ gần như là rất ok. Nhưng Kia Morning thì nếu mà chúng ta mua xe thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng là tránh mua phải những chiếc xe taxi, đúng không ạ? Tránh mua phải những chiếc xe taxi, bởi vì mua phải những cái chiếc xe taxi thì biết đâu đấy chúng ta sẽ phải ví dụ xe đã bị cẩu máy rồi xe đi quá nhiều rồi, lại cái lúc nào xe taxi nó giống như một cái cô gọi là ca ve mà hoàn lương đấy, ca ve hoàn lương đấy, chúng ta cũng gần như là tránh mua xe taxi nhá, bởi vì mua xe taxi nó có cái mức độ mất giá rất là cao. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội thất. Cái nội thất thì trên vô lăng lái tôi chưa thấy mòn nhiều, có thể đi cũng không nhiều lắm. Và ghế da thì đã được bọc lại các bạn nhé, ghế da được bọc lại rồi. Rồi, xe được trang bị cái màn hình đi cảm hứng DVD các bạn ạ, màn hình cảm hứng DVD nhé. Mâm xe thì được trang bị mâm xe dạng mâm xe đúc các bạn nhé, mâm đúc ấy. Đấy, có trang bị đèn gầm này. Nhưng các bạn chỉ lưu ý giúp chúng tôi là chúng ta phải kiểm tra kỹ càng thực tế trên xe để tránh trường hợp mua vào những chiếc xe taxi nhé. Kia Morning này cũng mua cũng rất là tốt đúng không ạ? Xe có 180 triệu thôi. Và nếu chúng ta đến trực tiếp thì có thể trả xuống, thì tôi đoán thì với mức giá này có thể trả khoảng tầm 170 triệu là người ta cũng có thể bán đấy. Ok. Vậy thì chúng ta về cái dòng xe Hyundai á, Kia rồi đúng không ạ? Hyundai thì chúng ta sẽ mua được những xe gì ngoài cái xe Getz mà tôi mới mô phỏng thời gian vừa rồi đúng không ạ? Hyundai thì chúng ta có Hyundai i10.
i10 thì chúng ta có thể có số sàn và số tự động. i10 thì nếu mà thời điểm này thì đang bán cũng rất nhiều phiên bản, bao gồm có 1 và 1.2, số sàn và số tự động, mỗi phiên bản lên đến 3 phiên bản, tức là rất là nhiều các bạn nhé. Cái thời điểm này thì chúng ta có một cái mẫu xe i10 số sàn sản xuất năm 2013 đang chào bán là 188 triệu và xe này là xe màu trắng, nội thất thì màu ghi các bạn nhé. Và xe đương nhiên rồi là xe i10 thì thông thường xe 5 chỗ, nhưng i10 thì sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là sedan và một là phiên bản hatchback các bạn nhé. Hiện tại thì tôi có thể kiểm tra cái chất lượng xe này, mâm xe la răng là sắt các bạn nhé. Tôi không nhìn rõ về cái nội thất lắm, bởi vì nội thất thì cũng được, đây là bọc nỉ các bạn ạ, bọc nỉ nhé. Đấy, chỉ có điều là gì, chúng ta mua những dòng xe này, đặc biệt là dòng xe MT ấy, hay là gọi là số tự số sàn ấy, thì chúng ta nên chăng kiểm tra kỹ càng cái việc mà xe có bị đi, tức là xe taxi hay không, bằng cái việc chúng ta kiểm tra cái thông thường những dòng xe taxi thì chúng ta sẽ có taxi thì nó sẽ có cái đồng hồ ở khu vực phía táp lô, thì táp lô nếu trong trường hợp mà chúng ta kiểm tra kỹ thì nó sẽ có vết các bạn nhé, nó có vết. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra sâu hơn một chút nữa. Bởi dòng xe với DU thì dòng xe Gentra cũng là một trong những dòng xe mà khá được yêu mến tại cái thời điểm năm 2009, 2010 các bạn ạ. 2009, 2010. Vậy thì 2009, 2010 thì có những cái mẫu xe gì? Ví dụ như là đây, Daewoo Gentra sản xuất năm 1.5 nhá, số sàn 2008 nhá. Xe này thì là xe sedan rồi. Và đương nhiên rồi, km hiện tại đang không ghi rõ, nhưng mà chúng tôi có thể thấy là đang được chào bán tại bãi bằng ô tô các bạn ạ. Xe biển tỉnh các bạn nhá, biển tỉnh. Xe này thì mới đang chào bán ở mức giá có 160 triệu thôi. 160 triệu các bạn ạ. Ok. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm một cái mẫu xe khác. Wow. Tầm giá dưới 200 triệu, tức là cũng khoảng tầm dưới 170 triệu đi mà còn mua được cả Toyota Land Cruiser các bạn nhé. Toyota Land Cruiser là dòng xe 7 chỗ. Land Cruiser là một trong những dòng xe hạng sang của Toyota và dòng xe địa hình các bạn ạ. Và hiện tại thì đi được Land Cruiser là tới dòng 4.5, nhưng mà sản xuất là tận những năm 1996, tức là sản xuất tới đây cách đây khoảng tầm 23 năm rồi. Quá lâu rồi, không biết là còn đăng kiểm không. Xe này là xe nhập khẩu và chúng ta có thể thấy là xe màu xám, ngoại thất và nội thất đều màu xám hết. Xe thì có chỗ ngồi là 7 chỗ các bạn ạ. 7 chỗ. Và xe này thì 4.500 nhá các bạn nhá. Tất nhiên là nó không phải là cái form mới, xe lắp ráp trong nước là 4.500. Nhưng xe này xe nhập khẩu. Nhưng mà nhìn cũng oách đấy, xe này thì khối cơ quan nhà nước hay đi. Và nếu các bạn cảm thấy là rất là thích những cái dòng xe mà thương hiệu Toyota cũng như giá rẻ như này thì có thể dùng xe Land Cruiser đi được. 155 triệu thôi. 155 triệu. Với mức giá rất là hợp lý, nhưng mà tôi nghĩ là nếu chúng ta đàm phán thì có thể giảm thêm được khoảng tầm 10-15 triệu đúng không ạ? Nếu đàm phán khéo. Cũng có rất nhiều xe đúng không ạ? Từ Kia Morning EX MT 2011 đến Kia Morning. Đây, SLX AT 2019 đang được 2009 nhất đang được chào bán với mức giá có 195 triệu thôi các bạn nhé. 195 triệu màu xanh. Đấy, và cái mẫu xe này thì tôi tin rằng là họ không dùng cho kinh doanh vận tải, bởi vì xe số tự động, ít người dùng cho kinh doanh vận tải cả. Các bạn mua xe đời sâu như này, đặc biệt là sản xuất năm 2009 mà với cái mức giá là có 195 triệu. Tôi đoán là chúng ta mua được thì chắc là chỉ giá khoảng tầm 180 triệu mà thôi, đúng không ạ? 180 triệu thì cái mức giá này thì chúng ta có thể thấy là cũng rất hợp lý, và rất nhiều người có điều kiện là không, chưa có điều kiện ngay thì chúng ta có thể sử dụng xe này. Thậm chí là những ai mà đang đi tập lái đúng không ạ? Đang đi tập lái và chưa muốn đầu tư những cái dòng xe nó hiện đại, ví dụ như là Toyota Vios hay Altis, rồi những dòng xe hiện đại hơn như Mazda hay là Camry, rồi thậm chí là VinFast đúng không ạ?
thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái dòng xe Kia Morning này để đi tặng. Và các bạn có thể yên tâm rằng là nếu các bạn đi mua dòng xe Kia Morning này thì gần như là nó không bị mất giá. Bởi vì nếu chúng ta trả giá khéo thì chỉ còn khoảng tầm 180 triệu. Và chúng ta đi sau tầm khoảng 3 tháng để đi thử nghiệm. Đúng ạ, đi thử nghiệm một cái xe này để trước khi mua cái xe mới thì chúng ta có thể hoàn toàn đi được. Và 3 tháng đó các bạn chỉ lỗ khoảng đâu đó khoảng tầm 7, 8 triệu đến 10 triệu thôi. Như vậy nó còn rẻ hơn rất nhiều so với việc các bạn đang đi thuê xe. Đúng ạ, đang đi thuê xe. Bởi vì thuê xe các bạn đi cũng sẽ phải mất khoảng tầm 10 triệu một tháng. Như vậy 3 tháng các bạn mất sẽ khoảng mất 30 triệu chưa kể tiền chi phí khác. Như đây các bạn mua chiếc xe Morning này thì cái khấu hao là tương đối ít. Sau khi đi 3 tháng thì các bạn vẫn có thể mất giá tức là khoảng tầm 10 triệu mà thôi. Đúng không ạ? Xe màu xanh các bạn nhé. Xe này thì mua ở Hải Phòng các bạn ạ. Mua Hải Phòng. Ok. Rồi chúng ta có thể mua được Toyota Land Cruiser 1996. Rồi chúng ta cũng có thể mua Chevrolet Spark. Rồi chúng ta sẽ có thể mua được cả một cái mẫu xe Lifan 320 1.3 số sàn các bạn ạ. 209. Rồi chúng ta có thể mua được xe 7 chỗ, ví dụ như là Isuzu Highlander XM nhé, 2.5 AT 2005, 199 triệu. Tầm khoảng tầm 200 triệu thì có thể mua được rất nhiều xe, bao gồm có cả Chevrolet Vivan CDX. Chúng ta có thể mua được Mazda 323 nhé, cái thời rất là xưa xa xưa rồi. Mazda 323 có 135 triệu thôi nhưng mà sản xuất rất sâu, đời 2002. Chúng ta sẽ đến cái dòng xe Ford Mondeo, đúng không ạ? Ford Mondeo cũng là một trong những dòng xe rất được yêu mến tại thị trường Việt Nam. Thậm chí nó được dùng để sử dụng cho đưa đón các cán bộ, tức là các lãnh đạo nguyên thủ quốc gia APEC ấy, các bạn nhé. Cái tầm 200 triệu thì chúng ta có thể mua được xe tầm năm 2006 hay là 7 các bạn ạ. 2006 hay là 7, còn tầm 150 triệu thì chúng ta mua được những cái dòng xe năm 2003 các bạn nhé. 2003. Thực ra đối với những dòng xe sâu như này thì chúng ta không nên quan tâm quá về giá nữa mà chỉ quan tâm đến cái chất xe mà thôi. Nếu mà chúng ta gặp những xe đi gia đình hoặc là những cái xe mà không kinh doanh vận tải cũng như xe đi ít thì chúng ta có thể mua đắt hơn một chút, cũng nên mua các bạn nhé. Chúng ta có thể mua được dòng Toyota Vios E 2007 2007 nhé, nhưng mà rất cẩn thận với dòng Vios E này, nó lâng đời từ Vios Nemo lên nhé các bạn nhé. Nemo lên nhé. Bán xe 16 chỗ thì các bạn mua được những dòng xe gì? Có thể Toyota Hiace tầm đời 2003 đến 2007 các bạn nhé. Lexus, Lexus có mua được không ạ? Lexus mà chúng ta có thể sử dụng mà mua có tầm khoảng dưới 200 triệu thôi ạ. 200 triệu chúng ta có thể sử dụng cái dòng xe Lexus GX300. GX300 mà sản xuất năm 1995, rất hiếm ạ. Thực ra mà nói thì dòng xe Lexus bây giờ chúng ta sử dụng, Lexus nó rất là lành xe, nó lành hơn hẳn Mac ạ. Mac nếu mà tầm khoảng 10 năm trở đi thì tôi khuyên các bạn là không nên mua. Bởi vì nếu mua một chiếc xe Mac nó sẽ rất là tốn kém trong cái quá trình vận hành cũng như sử dụng, đúng không ạ? Tôi khuyên các bạn nên dùng Lexus thì đúng hơn, đúng không ạ? Ok. Như vậy là hôm nay thì cái chương trình ngày hôm nay tôi xin phép được đồng hành cùng các bạn đối với những mẫu xe tầm khoảng từ 100 đến 200 triệu. Và nếu như các bạn có nhu cầu đánh giá bất kỳ các dòng xe nào trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như có nhu cầu cần tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục, cũng như là những vấn đề liên quan đến cái mua xe đã qua sử dụng, thì hãy vui lòng comment xuống phía dưới hoặc gọi điện cho hotline của đường dây nóng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.